Chào mừng các bạn đến với thử thách yoga 90 ngày dành riêng cho nam giới. Bài của ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về cái cách thải các loại mỡ xấu trong cơ thể ra nhé. Cụ thể là mỡ ở trong gan. Rồi sau đây mời các bạn tập cùng với Kim Toàn. Xoay tay bên chân trái trước. Vấn đề nan giải nhất bây giờ mà nam giới chúng ta mắc phải, cũng như là nữ giới. Đổi bên. Nữ giới thì béo toàn thân, còn nam giới thì đa phần béo nội tạng hay còn gọi là gầy mỡ. Thôi xoay cổ. Và cách duy nhất để xử lý thì các bạn chỉ có thể làm sao? Hạn chế tối đa cái nguồn thực phẩm đổi bên không có lợi cho sức khỏe của mình. Đó là cách duy nhất và tốt nhất. Còn ngoài ra có rất nhiều cách khác nhau. Nghiêng hai bên. Cúi trước sau. Thôi vung tay. Vung lên. Càng khởi động kỹ bao nhiêu thì hiệu quả càng lớn bấy nhiêu. Các bạn chỉ cần khởi động khoảng tầm 10-15 phút thôi. Sau đó bắt đầu là tập. Thôi văng ngang. Thôi bước dòng hai chân. Thôi xoay hông, mở rộng hông của mình ra. Đổi bên. Thôi xoay gối, xoay vào trong. Đảo ra. Chùm hai chân. Đổi bên. Thôi căng cơ. Nếu như chúng ta để cái cân nặng của mình nó vượt hơn cái mức bình thường nhé, thì lâu dần sẽ dẫn tới là gan của chúng ta sẽ bị nhiễm mỡ. Và lá gan nhiễm mỡ thì cái quá trình thải độc của lá gan sẽ kém đi rất là nhiều. Nghiêng trái. Toàn bộ các cái lượng chất độc độc hại trong quá trình chúng ta ăn uống và sử dụng các cái chất phụ gia thêm vào cơ thể, đúng không? Ví dụ như các chất kích thích hoặc các cái chất mà không độc, không tốt mà nó lại độc hại đưa vào cơ thể chúng ta đấy. Chúng ta không thải độc được hết. Lâu dần dẫn tới làm sao ạ? Phát sinh rất nhiều các cái bệnh tật. Ban đầu thì chỉ lặt vặt thôi. Đổi bên. Hầu hết mọi người đều rất là bận bịu hoặc là không để tâm nhiều tới cái việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Cũng giống như việc là chúng ta chủ động kiếm tiền ấy, để tránh cái trường hợp mà thôi xoay trái. Đến khi cần có tiền rồi lại không có đó, hoặc không kịp có. Đổi bên. Thôi đẩy lên.
đan hai tay vươn, nâng cao vai của mình lên, rất dài cuộc sống lên. Cong vai. Đổi bên. Thôi, căng tay. Đổi bên. Thôi bước rộng hai chân. Nghiêng người. Đổi bên. Thôi, gặp người, gặp sâu xuống. Ôm bên trái. Đổi bên. Thôi, đèo không? Các bạn đừng lựa chọn cho mình những cái liệu trình đơn giản quá nhá. Nếu như đơn giản quá thì nó chỉ giúp chúng ta làm sao thấy thoải mái hơn một chút thôi. Và mục tiêu cuối cùng của yoga đấy không chỉ đơn giản là giúp chúng ta khỏe mạnh, mà quan trọng nhất là cân bằng các cái môi trường ở trong cơ thể chúng ta. Đổi bên. Giống như là khi mà các bạn nghe rất là nhiều cái việc mà lưu thông khí huyết ấy, thì cái quá trình lưu thông khí huyết chính là để cân bằng các cái môi trường sống trong cơ thể chúng ta. Ví dụ như môi trường của dạ dày này, môi trường của ruột non này, môi trường của ruột già. Thôi đè gối. Đổi bên. Rất nhiều người là béo. Đối với nữ giới đấy, thôi tách dọc. Đối với nữ giới là béo, lý do rất là nhiều lý do. Nếu như mà là người trung và cao tuổi thì hầu hết là do các cụ là cái thói quen cũ. Sau khi là chăm sóc con cái đấy, các cháu, đặc biệt là các cháu đấy, thì thường là thừa bột, thừa canh, các thứ là các cụ là chén luôn đúng không? Thành ra các cụ rất là béo. Và các cụ không hiểu tại sao mình béo. Thường thì những cái thức ăn của các con ấy là năng lượng rất là nhiều. Còn đối với nữ giới, đổi bên. Với nữ giới thanh niên ấy, thì đa phần là các cái cuộc ăn uống khá là dày. Bây giờ đấy, rất khá là dày. Còn đối với nam giới thì hầu hết các cái cuộc nhậu nhẹt cực kỳ là dày. Đại đa số mọi người là như vậy nhá. Chúng ta cứ lao động một ngày vài tiếng, còn lại thời gian là chúng ta làm sao ạ? Chén. Thành ra béo là chuyện đương nhiên rồi.
Rồi, duy trì nhá. Thôi vặn người. Đối với nam giới thì đa số là mọi người không để tâm nhiều đến cái việc mình béo. Nhưng gầy mỡ hoặc béo nội tạng ấy thì là cả vấn đề rất là lớn. Nếu như các bạn sử dụng nhiều các cái chất kích và rượu bia trong một thời gian khá là dài và dày, mật độ dày nữa nhá, thì có thể là đi đại tiện cả ra máu luôn. Có nghĩa là cơ thể chúng ta có tổn thương, nhưng mà do cái mật độ cái cuộc nhậu, cuộc chơi nó nhiều lắm. Nó nhiều đến mức mà chúng ta có thể nói là hết cái giờ đó mà không làm việc đó thì buồn, đổi bên không biết làm gì thêm. Và vô tình là cả khu đấy đều như vậy, và cái nhóm bạn bè mình chơi cũng như vậy. Thành ra là chúng ta rất là khó có thể dứt ra được những cái cuộc chơi như vậy. Để dứt ra được những cuộc chơi như vậy thì buộc làm sao, các bạn phải tìm cho mình một cái môi trường mới thôi. Ví dụ như tìm những các cái phòng tập, các cái lớp tập cộng đồng đấy, mình tập ở phía ngoài, hơi đẩy tay sang hai bên. Hoặc là các bạn phải lựa chọn cho mình một cái thời gian nào đó, cứ đến giờ đó là chúng ta là phải làm một việc gì đó. Ví dụ như là tập yoga cùng với Kim Toàn, hoặc là chăm sóc cây cối, dọn dẹp nhà cửa. Cứ đến giờ đó chúng ta phải tạo cho mình một cái công việc gì đó nó bận bịu một chút, để tránh cái trường hợp là chúng ta ngồi không, và thậm chí là còn chờ đợi cái thời gian để bạn gọi đi, đúng không? Hoặc là chính chúng ta lại gọi bạn đi. Thôi nhổm dậy đeo cổ chân. Đổi bên. Đối với những người làm nghề tự do đấy, thì cái việc mà để giảm cân, giảm mỡ hoặc là giảm mỡ nội tạng xuống nghiêng cạnh thì gần như là các bạn không quan tâm nào bao nhiêu cả. Thậm chí là không để ý cơ. Cho dù mình có vấn đề về sức khỏe chăng nữa, mình cũng không để ý nhiều. Đổi bên. Thôi, sau đây mời các bạn tập cùng với Kim Toàn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ thế căng duỗi. Rồi, mời các bạn ngồi xuống. Xoay người sang bên trái, thẳng. Chậm rãi nhé. Từ từ hết vào vươn lên. Cả buổi tập ngày hôm nay Kim Toàn đã chỉ chia sẻ hướng dẫn cái cách tập và thở thôi. Trải dài người về trước, cố gắng này, kéo ngửa cái lòng bàn chân của mình về phía lồng ngực. Gặp được đến đâu hay đến đó nhá, nhanh chóng khóa thật chặt tư thế lại. Bắt đầu hít vào, thở ra thật là đều đặn nào. Hít vào, thở ra. Hít sâu, 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 thở ra. Rồi từ từ buông lỏng nhổm người dậy. Tiếp tục thì đứa trẻ nào. Hít sâu một hơi này, vòng tay qua, kéo. Cố gắng thật thẳng lưng của mình lên nhá. Được đến đâu hay đến đó thôi. Ép thật chặt vào. Khóa thật chặt, chặt chẽ, càng nhanh chóng càng tốt. Hít sâu, thở ra. 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 Hít sâu, thở ra.
thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Thoải mái đặt chân trái này vắt thật cao lên trên đùi chân phải, tiếp tục úp cái lòng bàn chân phải xuống, hít vào vươn lên, thật thoải mái thôi. Rồi trải dài người, thở ra, duy trì nhé, duy trì nhịp hít vào thở ra thật chặt chẽ nào. Hít sâu, thở ra, 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 hít sâu, thở ra. Rồi từ từ buông lỏng nhổm dậy. Các động tác rất là liền một mạch rồi. Các bạn nghiêng người của mình sang bên phải. Rồi, nghiêng sang bên phải nhé. Rồi chống tay trái về sau nào. Vòng tay trái ra sau về sau. Hơi hóp bụng lại một chút. Đưa cái tay phải sang. Rồi, cái vặn người này. Xoay vặn. Cố gắng ngồi hết lên cái mông bên phải nhé. Bênh hết mông bên trái lên. Rồi, duy trì hít vào thở ra thật sâu nào. Hít sâu. Thở ra. 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 Rồi, từ từ buông lỏng xoay người lại. Chậm rãi thôi. Duỗi cái chân trái của mình về trước. Kéo ngửa lòng bàn chân về phía mình. Rồi đưa hai tay về sau, thế căng người nhá. Cố gắng hai tay cao bằng nhau. Đừng để tay cao tay thấp, tay cao tay thấp nhá. Nào. Mở rộng lồng ngực sang hai bên. Hít vào đẩy lên. Các bạn gập cái đầu của mình về phía lồng ngực. Duy trì nhịp hít vào thở ra thật đều nào. Hít sâu. Thở ra. 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 Hít sâu, 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 thở ra. Đẩy cao lên.
Hít sâu. Thở ra. Rồi từ từ hạ xuống. Thoải mái thả lỏng cái cổ tay một chút xíu ấy. Tiếp tục thế đứa trẻ đổ chân. Nâng cao chân phải của mình lên. Nào, kéo siết. Càng chặt càng tốt nhé. Duy trì nào. Hít sâu. Thở ra. 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 Khóa thật chặt nhá. Hít sâu. Thở ra. 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 Rồi từ từ đặt bàn chân phải lên trên đùi chân trái, kéo thật gọn vào. Rồi duy trì nào. Tiếp tục úp lòng bàn chân trái xuống. Hít vào vươn lên. Động tác đổi bên rất là dễ nhớ thôi. Rồi trải dài, thở ra. Cố gắng này, úp cái lòng bàn chân trái xuống. Duy trì nhá, khóa thật chặt chẽ. Khóa càng chặt và hít thở càng đều thì các bạn thải mỡ nội tạng càng nhanh. Hít sâu. Thở ra. 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 Rồi từ từ buông lỏng người, nhổm dậy. Thật chậm rãi thôi. Từ từ nghiêng người của mình sang bên trái nào. Dựng cái chân phải lên, ngả hẳn ngón sang. Rồi. Chống tay trái về sau, đưa tay phải sang. Nếu như các bạn thấy bông hết cả cái mông bên phải lên đúng không ạ? Rồi vặn. Cố gắng nhá. Ba cái yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta giảm cái mỡ nội tạng của mình xuống, đặc biệt là mỡ ở nhiễm trong gan. Thứ nhất này, các bạn phải khóa thật chặt được tư thế và động tác. Và chặt ở cái ngưỡng độ nào đó thì các bạn phải thật khéo nhá. Bởi vì nó liên quan rất chặt chẽ đến cái thời gian tiếp theo. Nếu như các bạn khóa chặt quá nhưng các bạn không đủ sức giữ đủ thời gian là 45 giây tối thiểu đúng không ạ? Và nếu như các bạn không thở, hít thở đều đặn mà các bạn cứ nén thở xong lại thở loạn xạ lên, hoặc là lúc nhanh, lúc chậm, lúc nén thở, thì cái việc mà chúng ta chỉ giải phóng được các axit uric ở trong cơ đó thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ làm sao ạ? Nếu như tập sai nhá, thì các bạn chỉ có thể làm giải phóng các độc tố ở trong cơ bắp của mình ra ngoài, và các bạn thấy nó dễ chịu thoải mái. Có nghĩa là cho dù các bạn có tập đúng cả đi chăng nữa, đúng cả cái việc hít thở này, đúng cả cái việc khóa chặt chẽ, và đúng cả ở cái việc giữ được cái thời gian nhất định,
Cụ thể là khoảng dưới 30 giây, khoảng 30 giây dưới 30 giây thì các bạn chỉ thấy nó dễ chịu và thoải mái thôi. Còn nếu như các bạn tập với Kim Toàn mà tập đúng kiểu như vậy đấy, thì các bạn có thể xem trong kênh của Kim Toàn là Kim Toàn rất là khỏe, cực kỳ khỏe chứ không phải là khỏe đâu. Có nghĩa là phải giữ được tối thiểu 45 giây. Có 3 cái yếu tố then chốt. Thứ nhất là hít thở thật là đều đặn. Thứ hai là khóa thật chặt chẽ. Và quan trọng nhất, cái lực khóa chặt đó phải giữ được tối thiểu 45 giây. Tránh cái trường hợp là chúng ta cứ buông ra buông vào, buông ra buông vào nhé. Rồi duy trì. Chỉ cần làm được 3 việc đó thôi thì toàn bộ những mỡ ở trong gan của các bạn, mỡ nội tạng sẽ mất dần đi. Và sức khỏe của các bạn tự động tăng lên vùn vụt ngay tức khắc. Ngay tức khắc nhé, chỉ vài buổi thôi mà các bạn cảm nhận thấy ngay đúng không? Đặc biệt là đối với nam giới là các bạn cảm thấy cái chức năng sinh lý của mình là tăng lên rất là nhiều. Còn đối với nữ giới thì các bạn sẽ không bị đau đầu nữa và không bị ốm vặt nữa. Rất là dễ thôi. Rồi từ từ buông lỏng, xoay lại. Thật chậm rãi thôi. Nhấc cái chân phải của mình ra đặt lên. Hai chân mở rộng bằng vai nhé. Tay đưa xa về sau nào. Hai tay cao bằng nhau, đừng để tay cao, tay thấp nhé. Du cái mông của mình về trước. Khuỵu tay lại. Rồi. Thế cái bàn khuỵu tay nó tác động rất là nhiều vào cái ổ khớp vai gáy. Các bạn ngửa xa đầu của mình về sau một chút. Làm sao thấy càng rát vai gáy bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Duy trì nhá. Duy trì nào. Duy trì. Hít sâu. Thở ra. 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 Hít sâu, sâu hơi vào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít thật sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Rồi, từ từ thu cái mông của mình lại về vị trí cũ. Rồi, chậm rãi duỗi hai chân của mình về trước nào. Tiếp tục nhá. Nhích mông về trước nào. Chậm rãi nào, nhích mông về trước. Lật cái cày. Rồi, lật cái cày nhá. Các bạn cố gắng nhá. Đan 10 ngón tay vào nhau, duỗi thẳng ra. Còn trong trường hợp khó quá thì mình làm sao ạ? Chống tay vào lưng thôi. Đúng không ạ? Cố gắng là duỗi thẳng cả hai đầu gối ra. Khép chặt hai chân vào nhau. Kim Toàn đấy cố gắng tập tốt lên một chút để các bạn nhìn có động lực thôi. Còn khi chúng ta tập, chúng ta cứ tập theo cái sức của mình nhé. Các bạn chỉ cần lưu ý này. Hít thở đều. Khóa thật chặt tư thế động tác. Và làm sao ạ? Giữ tối thiểu 45 giây. Cố gắng nhé. Chỉ cần như vậy là đủ. Tất cả những bài tập yoga đều chỉ cần như vậy là rất là đủ rồi. Duy trì nào. Hít sâu. Thở ra. 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 Hít sâu. Thở ra rồi buông tay. Hạ cái mông của mình xuống này. Đến khi chân vuông góc với mặt sàn. Được chưa? Nâng thẳng. Hơi trùng đầu gối một chút xíu. Hai chân mở rộng bằng vai. Rồi gập đầu lên. Hướng sự chú ý của mình nhìn vào bụng rốn này.
đúng không ạ? Siết cứng bụng lại. Cũng cố gắng nhá, tất cả các tư thế động tác chúng ta đều khóa chặt, kể cả cơ bắp cũng khóa chặt, ổ khớp khóa chặt, các cái đầu gân cũng khóa chặt nhá. Càng bất động bao nhiêu thì hiệu quả càng lớn bấy nhiêu. Cái sự tác động của yoga tới là bất động. Cũng giống như khi chúng ta xoa bóp ấy, chúng ta bóp một cái nực, ép một cái nực nhất định vào da thịt của chúng ta, sau đó chúng ta giữ lại một chút, thì các bạn có cảm nhận cái sự vui sướng rất là dễ chịu, thoải mái không? Đúng không? Bóp lại một cái, giữ nguyên, chắc, chặt chẽ. Rồi, rất là dễ chịu và rất là thoải mái đúng không ạ? Duy trì nào. Hơi dướn cái mông, cái hông của mình lên một chút. Các bạn có để ý thấy rằng là khi quá trong quá trình tập đấy, Kim Toàn có thể là nhắm mắt từ đầu đến cuối. Có nghĩa là chỉ khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta mới có thể hướng cái sự suy nghĩ của mình từ đầu về cái vị trí mà chúng ta đang tập, đang tác động đấy, để chúng ta làm sao ạ? Khóa càng chặt càng tốt. Rồi, duy trì, hít sâu, thở ra, 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 hít sâu, thở ra. Rồi từ từ co hai chân lại này, ép sát cái gót chân vào mông, tay túm lấy cổ chân. À, thấy cái cầu, từ từ hết vào, đẩy cái hông bụng của mình lên. Rồi, các bạn dùng chân nhé, đẩy cao thân mình lên, cố gắng xoay hai cái bàn chân nó song song với nhau, duy trì nào. Hít sâu, thở ra, 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 hít sâu, thở ra. Duy trì nào. Hít sâu, đẩy cao lên, dùng chân đẩy cao lên. Thở ra, hít sâu, 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 thở ra. Rồi từ từ hạ xuống. Tiếp tục nào, giữ thẳng hai chân của mình ra, hai tay ép sát vào hai bên sườn nhé. Thế con thuyền này, từ từ nâng hai chân của mình lên một góc khoảng 45 độ so với mặt thảm. Tiếp tục gập cao đầu lên, tay đỡ dưới mông. Rồi, duy trì nào. Hít sâu, thở ra. Thấy người run một bật đúng không? Các bạn hướng cái sự chú ý của mình vào xung quanh vùng rốn nhé. Siết chặt lại, càng chặt càng tốt. Động tác khó hay dễ không quan trọng, mà quan trọng chúng ta tập được bao nhiêu. Hít sâu, thở ra. 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 Hít sâu. Thôi hạ xuống, mỗi ngày một chút xíu thôi. Tiếp tục này. Từ từ dang hai tay của mình về hai bên. Thế vặn người chân không chạm sàn. Rồi từ từ nâng chân trái của mình lên, nâng cao lên, đổ sang bên phải. Chân không chạm sàn nhá. Rồi, bình tĩnh xoay đầu về bên trái. Duy trì nào. Hít sâu, thở ra. Hít sâu,
thở ra. Hít sâu. 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 Thở ra. Rồi từ từ nâng chân lên. Nâng cao chân lên. Hạ xuống. Tiếp tục đổi chân rồi. Hít sâu lên. Thở ra. Úp sấp người xuống. Rồi, úp sấp người xuống đã. Rồi. Từ từ xoay đầu lại, càng căng càng tốt. Duy trì nhá. Hít sâu. Thở ra. 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 Hít sâu. Duy trì nào. Thở ra. Hít sâu. 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 Thở ra. Rồi nâng chân lên. Hạ xuống. Tiếp tục rồi. Nâng hai chân của mình lên. Thế con dù ngủ, kéo hai chân lại. Càng căng càng chắc càng tốt nhé. Các bạn đừng quá quan tâm nhiều đến cái việc Kim Toàn làm tốt, mà các bạn cứ tập từ đến đâu hay đến đó. Không ép nhau nhé. Sức khỏe của mình đến đâu mình sẽ ước chừng đến đó thôi. Còn cái việc mà mẫu họ làm tốt là để giúp cho mình có động lực thêm thôi. Nào, duy trì nào. Hít sâu. Thở ra. 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 Rồi, túm hai bàn chân tách rộng sang hai bên. Thật thoải mái, thả lỏng nào. Được đến đâu hay đến đó nhé.
cũng được đến đâu hay đến đó. Các bạn muốn dùng dình cho thoải mái thì cứ dùng dình. Vào duy trì nào. Hít sâu. Thở ra. 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 Thôi, thu chân. Vùng chân ngồi dậy. Năn một chút. Thôi. Buổi tập của ngày hôm nay cũng khá là đơn giản và nhẹ nhàng đúng không ạ? Sau đây Kim Toàn sẽ tổng kết lại giúp các bạn nhé. Để các bạn hình dung ra dễ hơn. Tập yoga như thế nào để giảm được mỡ và mỡ nội tạng? Các bạn lắng nghe Kim Toàn chia sẻ nhé. Để giảm được mỡ thì có rất nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng để giảm mỡ nội tạng thông qua việc tập luyện yoga đấy thì là cả một vấn đề. Có thể các bạn nghe và quan sát ở rất nhiều, ở đâu đó, nhiều giáo viên hướng dẫn và chia sẻ. Nhưng các bạn lưu ý nhé, để giảm được mỡ nội tạng của mình xuống, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, thì chúng ta phải làm sao ạ? Tập thật đúng và chuẩn. Nhưng đúng ở đây, chuẩn ở đây là như thế nào? Các bạn lắng nghe nhé. Thứ nhất này, chỉ có 3 điểm thôi, nhưng cái điểm đầu tiên là cái điểm quan trọng nhất. Thứ nhất là xuyên suốt toàn bộ cái quá trình tập luyện của các bạn ấy, đặc biệt là phần trọng động, là phần chính, thì các bạn phải hít thở vào, ra thật là đều đặn. Tránh cái trường hợp là chúng ta khi thì hít nhanh, khi thì hít chậm và khi thì nén thở nhé. Các bạn lưu ý nhé, hít thở thật là đều đặn, đúng không? Giả thiết như các bạn hít vào 5-10 giây thì thở ra cũng 5-10 giây. Tùy vào từng động tác, có những động tác thì hít thở rất là sâu và dài, nhưng có động tác thì hít nhanh. Đó là do cái yêu cầu của động tác nhé. Việc của chúng ta chỉ cần không nén thở và hít thở thật là đều, tránh trường hợp bị nén thở đứt đoạn, đúng không? Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai còn quan trọng không kém. Có nghĩa là các bạn phải khóa thật chặt động tác. Ví dụ như này, các bạn nắm cái cổ tay, nắm thật chặt. Và quan trọng hơn cả nữa này, nếu như các bạn muốn nắm chặt nhé, thì các bạn phải thật khéo léo mà điều khiển cái đầu của mình này. Làm sao mà phải duy trì được tối thiểu 45 giây ở cái tư thế động tác đó. Có nghĩa là trong 45 giây đó các bạn đừng nhả ra nhả vào. Có nghĩa là các bạn không lựa được cái sức của mình, các bạn không đủ khéo léo. Thành ra các bạn cứ buông ra nhả vào trong 45 giây đó thì không có cái điều gì xảy ra nhé. Nó chỉ tập chỉ vui vui một chút thôi. Và cuối cùng cực kỳ quan trọng nữa, có nghĩa là các bạn phải giữ tối thiểu động tác được 45 giây và tối đa khoảng 2 phút đổ lại. Và nếu như các bạn làm được 3 điều đó nhé, thì đó mới chính là yoga, đúng không ạ? Thì các bạn mới có thể giảm được mỡ và giảm cái mỡ nội tạng của mình xuống. Và khi các bạn giảm được mỡ nội tạng xuống thì cái điều đầu tiên các bạn nhìn thấy ngay rồi, đúng không ạ? Thứ nhất là body của mình làm sao ạ? Đẹp hơn. Thứ hai là sức khỏe của mình nâng cấp được hơn. Và quan trọng nhất là các bạn trải nghiệm được này. Mỗi ngày các bạn tập cùng với Kim Toàn ấy là các bạn sẽ tích lũy được một chút sức khỏe, một chút sắc đẹp. Như Kim Toàn ví dụ cho các bạn một cái ví dụ nhé. Có thể trước đây là tầm chúng ta học cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3 hoặc đại học, chúng ta xấu hơn một số người, thậm chí có thể là xấu nhất lớp, yếu nhất lớp. Nhưng không hiểu tại sao càng lớn tuổi dần lên, 3, 40 tuổi, 50 tuổi, chúng ta lại khỏe hơn các bạn tại thời điểm đó. Thì các bạn hình dung này, sức khỏe và sắc đẹp có tích lũy nhé, chứ không phải là hết là thôi, đúng không ạ? Cũng không phải là trời ban cho chúng ta dùng cả đời được. Bằng chứng chứng minh có rất nhiều người giống như Kim Toàn chia sẻ vừa rồi đấy, cái ví dụ như vậy rồi đấy ạ. Rồi các bạn cố gắng nhá. Kim Toàn tổng kết lại một lần nữa nhá, có 3 yếu tố để giúp chúng ta giảm được mỡ và mỡ nội tạng của mình xuống. Thứ nhất là các bạn phải hít thở thật đều. Thứ hai là các bạn phải khóa thật chặt tư thế và động tác tối thiểu trong 45 giây. Và cuối cùng quan trọng nhất là các bạn có làm gì đi chăng nữa cũng phải giữ tối thiểu 45 giây. Nếu như không giữ đủ 45 giây,
không có tích lũy và không có điều gì xảy ra cả. Tất cả quá trình tập luyện của các bạn chỉ là giúp giải phóng axit uric trong cơ bắp thôi, giúp thoải mái dễ chịu một chút thôi. Và không tập nữa, chẳng may hôm nay chúng ta bận chúng ta nghỉ, ngày mai chúng ta bận nghỉ, tầm khoảng 5-7 ngày chúng ta nghỉ thôi, thì mọi thứ lại trở lại như cũ, như lúc ban đầu. Tập vẫn đau, vẫn kêu, vẫn làm sao ạ, chả làm sao cả, vẫn như cũ thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video hữu ích của lần sau.